buôn xì. Bây giờ phải như này, phải bố trí nhân vật chính. Ông ngồi bên này, bà ngồi bên này, đối diện nhau. Phải ngồi đối diện nhau để ngắm nhau chứ. Đấy. Bác sẽ khóc một con vịt đi. Không. Mì này ha đi. Đấy. Bà ngồi vào. Cho Hải Ninh ngồi cạnh ông, cho Hải Ninh gọi là Hải Ninh ngồi cạnh ông này. Ừ, hôm nay gắp đồ cho ông ăn. Em ngồi giữa, cái là kiểu mũi à? Hải Ninh thì đến ngủ nhà ông bà chắc đòi ngủ giữa, nằm giữa. Đang đi vào ạ. Đây dì Lan đang gọi đồ các bạn ạ. Rất lâu rồi mới hôm nay mới có cuộc gọi là xôn vầy đông đông như này, đầy đủ mọi người luôn. Chán menu của nhà hàng này có hải sản. Tiết canh nha, tiết canh ăn không ăn đâu. Ăn gì? Đây là nướng mềm ấy. Nướng tảng. Nhưng mà cả ăn lúc mùa nóng. Còn nếu mà khi mà cắt ra xong rồi, nếu mà mình mà để lâu ấy thì nó sẽ bị co lại và nó sẽ bị muộn. Thế thì chắc không em thấy luôn tiết canh rồi, mình em tiết canh gì? Tiết canh. Vậy thì là tiết canh đến như thì là có bao nhiêu bát tiết canh nhỉ? Trừ mỗi thế thôi. Tiết canh đâu? Thế này đi. Có ăn tiết canh không? Ăn tiết canh không? Ăn tiết canh không? Hả? Ơ kìa, hỏi không trả lời. Sumi ăn tiết canh không? Hà Ninh ăn tiết canh không? Hà Ninh ăn tiết canh à? Ui dồi. Anh không ăn. Ăn tiết canh cho đổ môi. Hà Ninh ăn tiết canh uống bia chứ không? Ơ, dì Lan ăn đây bao giờ? Đấy rồi ôi. Thế cơ sở này là cơ sở mấy? Thế đừng làm cho cơ sở một bị thất vọng. Hai. Okay. Quay thì mình thì mình có thể ăn một mầm con. Sau má. Anh quay nó ơi, mai nó lên là báo cáo chết. Không, họ đang muốn mình quảng cáo cho ấy. Em mà bị quay thì mai nó lên là kiện luôn. Mà là do làm sao đi. Nhiều khách thì người ta mừng, ít khách người ta kiện. Kiện. Lẩu thì nghe có 5 loại. Lẩu tươi, lẩu mùi, lẩu mẻ, lẩu bia, lẩu trần. Lẩu tươi, lẩu tươi. Hả, dì Lan biết là dì Bình gọi nhiều món đấy. Mà chỉ mấy món rồi. Ok. Rồi các bạn ơi, hai gái xinh đã gọi đồ xong rồi. Ôi dồi ôi, rồi. Quay. Ôi. Đội quân đông đấy. Đông chưa? Cái này không biết là đến ra sinh nhật sang năm thì có thêm thành viên nào nữa không nhá. Bim ơi, và đứng gần. Bim ơi, Bim. Đấy. Bây giờ phải chụp cái kiểu ảnh gì mà nó phải đặc biệt một chút. Đến như thế này nhá. Xinh quá. Ôi em bố em.
Chuẩn bị có người khóc rồi đấy. Rách rách meo meo à? Đi này. Thôi Hiếu đẹp trai hát tặng ông bài luôn nào. Bin mà biết hát à? Bin biết ăn thôi. Hát đi. Đến rồi, vào rồi, hát đi. Hát đi. Ông bà thì đang xem ảnh. Ôi, cho xin miếng bánh đa quá. Hả? Bây giờ ông phải thơm bà một cái để ông chụp cho kiểu ảnh nào. Ông ơi, ông ngoại thơm bà cái em chụp cho kiểu ảnh nào. Đấy, ông đã đi rồi, bà lại đấy đấy. Nào, tình cảm lên. Chụp cái này chụp xuất gì nào. Không thơm bà cái đâu, chụp đi gọi. Nào, ma. Ok. Chụp thôi. Ba để lấy này. Phải tự nguyện nhé. 1 2 3. Đấy, tình cảm bà cứ ra đi ăn à. Ôi. Con ngồi trước đi. Ok, những người nào lớn thì đứng sau. Mi ơi. Hải Linh cho giống chị Thanh ấy nhỉ? Giống chị Thanh hả? Cho kính là giống chị Thanh. An ơi, chụp cho kiểu nào. Đây này rồi. Chú Hiếu đâu rồi? Đang review giả. Nào. Ăn lúc nào vậy? Ok các bạn ơi, để món tiếp tục dạy ra. Ui đỏ chưa này, đây món đặc sản luôn. Tiết canh dê. Thôi thử đi. Rồi. Ê, ăn tiết canh dê đi nhỉ. Rồi bây giờ lại dạy với đang review giả. Cho một cái đá này. Ủa sao cho ít thế, nhiều vào chứ. Con trai phải cho nhiều vào, đừng nó là rón rén đấy. Đâu, nào, một cái lá mơ lông, một cái đá đinh đăng. Rồi còn gì nữa? Nó đá mùi tàu. Đây lá sung nó ổi cho hết ba này. Ai? Ôi. Rau thì nhiều thịt thì ít. Ôi sao thịt. Ôi thịt của nó đỏ vậy. Dê tái à? Rồi. Thảo quấn gọn gàng, gọn ghẽ luôn. Không biết quấn đẹp đâu. Rồi. Tiếp theo. Chấm. Hơi to miệng tí này.